sau khi cơn bão đi qua, lũ lụt lại ập về, biết bao nhiêu cảnh thương tâm. Những cơn lũ quét lũ ống đổ ập xuống mang theo đất đá vùi lấp những thôn bản làng của người dân. Và sau khi lũ lụt cũng trôi qua thì công tác dọn dẹp vệ sinh đường phố nhà cửa của người dân cũng gặp rất là nhiều khó khăn, với lớp bùn có những nơi dày hơn 1 mét. Nếu không nhanh chóng dọn dẹp sớm thì khi lớp bùn khô đi sẽ đóng cục lại và việc dọn dẹp càng thêm vất vả. Mọi người muôn vàn cảnh khó khăn cũng phải tìm cách để dọn dẹp, chưa kể những thiệt hại về nhà cửa, những mất mát về con người, gây nên nhiều cảnh lầm than cho bà con. Đây là cảnh người dân dọn dẹp những khu vực mà bị bùn ngập rất là sâu, lớp bùn đặc quánh, và những nơi bị cả ngọn đồi sập xuống đè cả bản làng. Các chiến sĩ cộng với những người dân phải tìm mọi cách để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và dọn dẹp, giải quyết những hậu quả do thiên tai gây ra. Mặc dù vất vả nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy có trách nhiệm và rất nhiệt huyết với việc làm của mình. Có những nơi bà con từ nơi xa cũng đến hỗ trợ cho mọi người ở tại nơi bị thiên tai để dọn dẹp vệ sinh. Với tấm lòng lá lành đùm lá rách thì mọi người dân trên khắp miền lãnh thổ của đất nước Việt Nam đều chung tay ủng hộ tiền tài, vật chất, công sức và để giúp đỡ cho bà con vùng lũ, thiên tai, bão, lụt sớm thoát khỏi những cơ cực hiện có. Mong cho bà con ngày càng ổn định cuộc sống và vượt qua những mất mát đau thương.